Có ngoại hình xấu muối, có một điều mà nhiều khán giả bắt đầu sau những bộ phim của anh Bảo Nhân và Đăng Sư Tô, tại sao mình có diễn viên đẹp như thế, có ngoại hình như thế nhưng mà mình không có cảnh nóng? Từ sau phần 2 ấy, thì tôi cũng có một cái suy nghĩ như vậy. Tôi nhìn lại những cái dự án của mình thì những cảnh nóng thì rất là hời hợt, nóng thoáng qua thôi. Trong khi thì người ta thường nhắc tới Bảo Nhân và Đăng Sư Tô là nhắc đến những cái gì táo bạo. Nhưng mà lại cái sự táo bạo đấy hình như là chỉ là cái vẻ ngoài của Bảo Nhân và Nam Sĩ Tô. Còn khi mà đi sâu vào từng cái bộ phim thì tôi đúng như là anh nói thì những cái cảnh nóng trong phim tôi rất là hời hợt. Thường á, thì đạo diễn như thế nào á, thì làm ra những cái bộ phim nó như thế. Thì tôi là một người tôi thấy là về cảnh nóng hay là về những cái cảnh hành động thì tôi là rất là yếu về những cái mảng đấy. Tại vì khi tôi thấy hai người hôn nhau thì tôi đã coi đấy là một cảnh nóng rồi, cho nên diễn viên tôi chỉ có hôn nhẹ thôi, hôn má và chạm môi thôi. Đó là từ ngang phần 2 thì tôi đã nhận ra cái điều đấy, và cho đến phần 3 thì tôi đã muốn táo bạo hơn. Thì tôi đã nói với Ngọc và Lê Xuân Tiền á, phần 2 mình phớt rồi, chứ phần 3 mình phải sâu hơn. Mình phải có những cái nụ hôn sâu hơn đi. Và tôi cũng đã đưa vào kịch bản những cái đoạn rất là nóng. Nhưng mà tôi bị cắt hết. Nhưng mà đến khi tôi làm ấy, okay, thì tôi không có đủ một cái mood, và tôi không có đủ một cái kỹ thuật. Khi tôi ở hiện trường thì tôi nhận ra là tôi rất là yếu về những cái mảng dàn dựng những cái cảnh nóng. Cho nên nó hầu như những cái cảnh nóng đấy làm nóng không tới, cho nên cuối cùng về hậu kỳ thì Nam Sĩ Tô cũng không có dừng, và Nam Sĩ Tô cắt đi. Nhiều đoàn phim, nhiều đạo diễn, nhiều diễn viên luôn nói rằng những cảnh nóng của họ thực hiện là vì mục đích, là nó có mục đích thực sự, nó cần thiết để cho cái diễn biến của bộ phim, để người ta hiểu được cái mối quan hệ của diễn viên của hai nhân vật nam nữ đó, hoặc là nam nam hoặc nữ nữ đó, và đại loại nó bắt buộc phải có, chứ không phải là chúng tôi làm ra để câu view giật tít để mọi người quan tâm. Nhưng mà bây giờ hai anh nói vậy là hai anh cũng có quay, nhưng mà giờ hai anh cắt đi mà xong rồi, bây giờ hai anh cũng tự tin ra bây giờ cắt đi mà nó không ảnh hưởng gì tới cái nhiều phim cả. Với đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sĩ Tô, nghĩ sao về việc cảnh nóng có thực sự cần thiết trong một bộ phim hay không? Tùy phim, tôi nghĩ tùy từng thể loại phim mà cái cảnh nóng nó quan trọng hay không. Thường thường á thì người ta tôi nghĩ thường thường á thì người ta thường hợp thức hóa cái cảnh nóng ở trong phim thì bằng cái câu nói là cái cảnh đấy là bắt buộc phải có để mà thúc đẩy diễn tiến của bộ phim. Nhưng mà tôi nghĩ thì điện ảnh thì không cần cái gì quá trần trụi và quá thực tế, tại vì điện ảnh chúng ta có thể ẩn dụ. Cho nên nếu mà tôi làm phim có cảnh nóng thì tôi cũng không có đào sâu vô cái cảnh nóng một cách trực diện, mà tôi sẽ chọn cái hình ảnh ẩn dụ, và tôi sẽ chọn cái hình ảnh làm sao đấy cho mọi người có thể cảm nhận được cái cảnh nóng đấy sẽ có đấy, nhưng mà nó sẽ không xuất hiện ở trên phim. Những cái bộ phim của tôi thì người ta thường nói phim của Bảo Nhân là táo bạo lắm này kia, nhưng mà khi coi rồi người ta sẽ thấy những cái cảnh nóng nó rất là nhẹ nhàng, mà người ta vẫn hiểu là hai người đấy có những cái mối quan hệ gì đấy nhiều hơn những cái cảnh mà người ta xem. Thì tôi nghĩ là cảnh nóng thực sự cần thiết nếu mà đó là những cái thể loại phim cần thiết có cảnh nóng mà thôi. Còn những cái bộ phim nhẹ nhàng hay là những cái bộ phim mà tùy theo cái kịch bản thì có cảnh nóng hay không có cảnh nóng thì tùy vào cái bộ phim, tùy vào đạo diễn có muốn có hay không mà thôi. Chứ tôi nghĩ cái cảnh nóng không cần bắt buộc phải có trong bộ phim đâu. Nhưng mà anh thấy là với những diễn viên của mình, họ có sẵn sàng để đóng cảnh nóng không? Ví dụ như Xuân Tiền, như Lan Ngọc, như là Dương Vũ. Lê Xuân Tiền còn nói với tôi là Lê Xuân Tiền rất muốn có cảnh nóng trong phim ấy. Hay là Lan Ngọc, hay là Dương Vũ, hay là Diễm My. Chưa bao giờ những diễn viên đấy được đọc kịch bản trước khi người ta nhận phim. Tức là người ta cũng đã tin tưởng rằng nếu mà làm phim của Bảo Nhân Nam Sĩ Tô thì nếu có cảnh nóng đi hay không có cảnh nóng thì những cái cảnh đấy nó rất là cần thiết cho bộ phim và được xử lý rất là đẹp, rất là điện ảnh và không có ảnh hưởng đến hình ảnh của họ. Tôi nghĩ là cái sự tin tưởng, cái sự toàn tâm toàn ý và sự đặt niềm tin của diễn viên và cái phong cách làm phim của đạo diễn, của nhà sản xuất sẽ tạo ra một cái niềm tin để diễn viên cộng tác với mình, người ta hoàn toàn đặt niềm tin hoàn toàn vào người đạo diễn đấy.
Tại vì cái bộ phim khi ra rạp là một cái sản phẩm chung, và một cái sản phẩm khi ra rạp rồi nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cho nên những cái gì mà diễn viên là những cái người mà họ trao khi họ ra set quay, họ là người hoàn toàn không phải là trong tầm tay của mình nữa, mà họ là một nhân vật của đạo diễn nhào nặng lên. Cho nên trước khi để mà họ toàn tâm toàn ý nhập vai vào nhân vật để mà sống hết mình cho nhân vật, thì trước đó người ta cần phải có đặt niềm tin hoàn toàn vào cái ekip đứng xung quanh mình để thu lại những cái hình ảnh đấy. Thì tôi nghĩ cái niềm tin và cái sự trân trọng nhau, đó là cái điều mà quyết định những cái người hợp tác với nhau có đi được đường dài với nhau trong một con đường chung hay không.